Xin chào bạn. Đối với các loại thiết bị đo áp suất á, thì độ chính xác nó ghi rõ là không trăm mấy phần trăm, các bạn rất rất dễ dàng mà tính ra được là nó sai số nó là bao nhiêu ha các bạn ha. Nhưng mà đối với cảm biến nhiệt độ khi mà các bạn mua á, thì các bản dữ liệu của nhà sản xuất á, họ chỉ ghi là đối với BT100 á, họ chỉ ghi là độ chính xác là class A hoặc class B hoặc class AA ha các bạn ha. Còn đối với thermocouple á, là họ chỉ ghi là class 1 hoặc là class 2. Thì vậy để mà biết được độ chính xác của từng cảm biến nhiệt độ tương ứng với mỗi loại móc nhiệt độ khác nhau á, thì bạn cần phải có bảng tra ha các bạn ha. Thì mình có viết hai bài trên blog về độ chính xác của RTD và độ chính xác của thermocouple, hai bài riêng biệt trên blog của mình ha các bạn ha. Rồi các bạn có thể tham khảo blog của mình là doctorgay.net ha các bạn ha. Đây là cái bài về độ chính xác của RTD ha các bạn ha, và đây là bài về độ chính xác của thermocouple. Rồi bây giờ mình sẽ nói về độ chính xác của RTD trước ha các bạn ha. RTD BT100 là một loại RTD ha các bạn ha. Nó có thể là BT1000, nó có thể là thermistor ha các bạn. Thì ở đây mình chỉ nói về BT100 thôi ha các bạn ha, tại vì nó là cảm biến nhiệt độ được sử dụng rất là rộng rãi trong công nghiệp nha. Rồi, độ chính xác của RTD á, thì là có hai cái tiêu chuẩn quy định độ chính xác á, là tiêu chuẩn thứ nhất là IEC 60751 hoặc là tiêu chuẩn thứ hai là tiêu chuẩn ASTM E1137 ha các bạn ha. Rồi, cái bảng này các bạn để ý thấy ha. Đây là cái cấp chính xác nè. Nếu như BT100 các bạn á, nhà sản xuất mà ghi ghi độ chính xác là class A thì các bạn tra ở cái dòng này nha. Class B thì tra ở dòng này ha các bạn ha. Class AA là nó chính xác hơn so với class A luôn ha các bạn. Class C là độ chính xác thấp nhất nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chỉ bàn cái độ chính xác class A hoặc class B thôi ha các bạn ha. Thì cái này là theo tiêu chuẩn là IEC 60751 nha các bạn nha. Rồi class A của mình á, là đối, các bạn hiểu rồi, wide round resistor á, có nghĩa là cảm biến nhiệt độ BT100 nó có hai loại ha các bạn ha. Loại thứ nhất là loại 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 thin film, có nghĩa là cái loại mà dạng dạng màng mỏng ha. Loại thứ hai là loại dạng dây quấn ha các bạn ha. Và trong công nghiệp các bạn sử dụng loại màng mỏng rất là nhiều ha các bạn ha. Trước kia loại màng mỏng nó có nhiều nhiều điểm yếu, người ta sẽ ít dùng trong các ứng dụng khắc nghiệt, nhưng mà ngày nay loại màng mỏng đã phát triển rất là cao rồi và nó rất là tiện lợi trong các cái ứng dụng, kể cả những ứng dụng khắc nghiệt luôn nha các bạn. Rồi, đối với cái loại màng mỏng đó là các bạn tra bên này ha các bạn ha. Và trong công nghiệp thì thường là các bạn cứ tra bên này nha các bạn nha. Rồi class A, đối với nhiệt độ từ âm 30 cho tới dương 300 độ C thì độ chính xác của bạn là sẽ tra theo cái bảng này là cộng trừ 0,15 độ C cộng thêm 0,002 nhân với T. T này là nhiệt độ các bạn đo đo được đó, các bạn ha. Ví dụ như các bạn sử dụng và bạn đo được ở nhiệt độ là 100 độ C thì chữ T này là 100 ha. Ở nhiệt độ là 200 độ C thì chữ T của này là 200 ha các bạn ha. Thì cái này là trị tuyệt đối. Thì ví dụ như bạn đo ở nhiệt độ âm, ví dụ âm 30 độ C thì chỗ này chữ T trị tuyệt đối của âm 30 vẫn là 30 ha các bạn ha. Để mình tính thử cho các bạn xem, với nhiệt độ đo được 100 độ C thì độ chính xác theo class A là bao nhiêu độ C nha các bạn nha. Rồi mình trước tiên mình lấy là 0,002 trước ha. 0,002 mình nhân cho 100 nha, là ở 100 độ C á là bằng 0,2 ha. Rồi bạn cộng thêm cho 0,15 này nữa nha, cộng 0,15 bằng ok. Với 100 độ C thì độ chính xác á, là sai số của nó là cho phép là 0,35 độ C các bạn ha. Cái với nhiệt độ 100 độ C thì BT100 class A rất là chính xác ha các bạn ha. Nếu như mà class B á, thì các bạn tra bảng này ha các bạn ha. Đây là class B nè, bạn giống qua đây thì là sẽ là 0,3 cộng cho 0,005 nhân cho T ha các bạn ha. Rồi mình sẽ nhân cho bạn xem ha. 0 0,005 nhân cho 100 độ C ha. 100 bằng 0,5 ha, bạn cộng thêm 0,3 nữa là độ chính xác, độ sai số của nó là 0,8 độ C tại 100 độ C ha các bạn ha. Và tương tự nếu bạn dùng 150 độ C, bạn dùng 200 độ C thì bạn cứ dựa vào công thức này và các bạn cứ nhân lên ha các bạn ha. Thì BT100 khi mà đo 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 ở nhiệt độ mà 100 độ C á, thì độ chính xác nó rất là tốt ha các bạn ha. Và nếu mà bạn dùng class A nữa thì độ chính xác nó thường là class A, độ chính xác nó gấp đôi class B nha các bạn nha. Rồi, đây là mình đã hướng dẫn các bạn tra độ chính xác của BT100 theo IEC 60751 ha các bạn ha. Thường là tài liệu kỹ thuật của các hãng hãng ha, là nó sẽ cho các bạn biết được là cảm biến này sản xuất độ chính xác là class mấy và theo tiêu chuẩn nào luôn ha các bạn ha. Thông thường là theo tiêu chuẩn IEC 60751. Và nếu một số cảm biến sản xuất theo tiêu chuẩn mà ASTM E1137 á, thì các bạn
nên theo bảng dưới đây ha các bạn ha, nó có grad A và grad B. Thì grad A và grad B này là nó độ chính xác nó còn cao hơn so với grad A và grad B của tiêu chuẩn kia nữa. Thì các bạn cứ 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 nhân tương tự như vậy nha các bạn nha. Các bạn cứ cứ đáp số nhiệt độ vào, bạn nhân là sẽ ra sai số cho phép. Rồi đó là về BT100. Thì bây giờ mình sẽ qua cái bảng của thermocouple ha các bạn ha. Rồi thermocouple là nó có cái bảng này rất là dài ha. Thì thermocouple nó có rất là nhiều loại, thì nó chia ra nhiều bảng, loại T, loại E, loại G, loại K, loại N, loại R, loại S, loại B nè. Thì bây giờ loại thermocouple loại K là loại mà thường sử dụng nhất ha các bạn ha. Thì các bạn xem thermocouple loại K thì độ chính xác là bao nhiêu nha. Rồi đây là loại K bảng này ha. Thì trên này là class 1, ở đây là class 2 ha các bạn ha. Bạn tra thử là class 1 nè. Nó ghi sẵn luôn ha. Với nhiệt độ từ -40 cho tới 375 độ C thì độ chính xác của nó là cộng trừ 1 độ 1,5 độ C. Có nghĩa là bạn dùng một ở 100 độ C thì là độ chính xác của nó là cũng là cộng trừ 1,5 độ C ha các bạn ha. Bạn dùng 200 độ C thì độ chính độ sai số của nó cũng là cộng trừ 1,5 độ C, bạn dùng 300 độ C thì độ sai số của nó là cũng là cộng trừ 1,5 độ C ha các bạn. Và với nhiệt độ mà cao hơn 375 độ C cho tới 1000 độ C thì độ chính xác của nó là cộng trừ 0,04 nhân cho T. Ví dụ ha, ví dụ các bạn đang dùng thermocouple bạn đo 800 độ C ha, mình nhân cho các bạn xem nha. 0,004 nhân cho 800 thì sai số của nó là 3,2 độ C ha. Đó là loại class 1 ha các bạn ha. Và nếu như mà loại class 2 á thì là sai số, bạn nhân cho bạn xem ở 800 độ C thì sai số bao nhiêu nha. 0,0075 nhân 800, sai số của nó là 6 độ C ha các bạn ha. Thường là class 2 nó gấp đôi class 1 các bạn ha, 6 độ C nha các bạn, bạn lưu ý ha. Cho nên khi mà các bạn dùng thermocouple loại K class 2, bạn đưa vào bộ hiển thị mà nó có sai lệch so với thiết bị chuẩn của bạn là 6 độ C thì nó nằm trong phạm vi cho phép nha các bạn nha. Rồi thì trong một số trường hợp mà nhiều người tư vấn á, là khi mà đo nhiệt độ thấp á ha các bạn, nhiệt độ thấp mà ví dụ như là từ 200 độ C trở xuống á, thì các bạn nên dùng BT100 là tại vì nó có độ chính xác cao hơn thermocouple, đúng các bạn, khi nãy mình nhân rồi đó. Ví dụ như là 200 độ C thì độ chính xác của thằng này là bao nhiêu ha. Ví dụ class B như nhau đi ha, 200 độ C mà nhân lại các bạn ha là 0,005 nhân 200 bằng, rồi mình sẽ cộng thêm 0,3 nữa ha, cộng 0,3 bằng. Rồi với cái loại class B mà dùng 200 độ C thì sai số cho phép của nó là 1,3 độ C. Còn thermocouple loại K mà dùng class 2 của mình tính là, trong đây bảng nó cho là 2,5 độ C ha các bạn ha. Có nghĩa là BT100 nó sẽ chính xác gấp đôi so với thermocouple. Cho nên trong một số trường hợp á, các bạn mà dùng nhiệt độ thấp á, thì các bạn nên dùng BT100. Ngoài ra BT100 á, là cái việc mà ảnh hưởng bởi dây á, nó sẽ được khắc phục tốt hơn là thermocouple ha các bạn ha. Thermocouple là nếu mà dây kéo dài nó rất dễ bị gây nhiễu ha, và bạn cần phải dùng dây chuyên dụng, dây bù nhiệt đúng loại nó, bạn kéo đi là nó mới chính xác ha các bạn ha. Rồi các bạn có thể tham khảo các bài viết trên blog của mình ha các bạn ha. Thì blog của mình là những cái bài viết này, những kiến thức này mình tham khảo từ các cái hãng lớn ha các bạn ha. Những cái bản này mình lấy từ cái hãng Emerson nha các bạn nha, bộ tài liệu của họ, và mình viết ra dịch ra tiếng Việt mà mình viết trên cái blog của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm rất là nhiều bài viết hữu ích ở đây ha các bạn ha. Và nếu như các bạn xem video và bạn thấy hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like ha các bạn ha. Và đừng, nếu như bạn có câu hỏi thì các bạn hãy comment bên dưới ha, mình sẽ trả lời bạn trong phạm vi hiểu biết của mình. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận các video clip mới. Một lần nữa xin cảm ơn.